đã đến lúc cần chỉ đạo làm sáng tỏ và trả lại tự do cho tử tù Hồ Duy Hải. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có phát biểu khiến công luận bừng tỉnh khi cho rằng việc xây dựng luật pháp và hành lang pháp lý không chỉ để quản lý mà cần phải mang tính kiến tạo để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Phó Thủ tướng Bình thừa nhận, xưa nay hàm lượng hỗ trợ về kiến tạo bị nhẹ hơn so với yêu cầu quản lý, cho nên các đạo luật của chúng ta làm một hồi đã tắc nghẹt hết tất cả. Giới quan sát vô cùng ngạc nhiên về phát biểu kể trên và thắc mắc vì sao ông Nguyễn Hòa Bình, nhân vật đã trải qua hầu hết các chức vụ lãnh đạo cấp cao trong ngành tư pháp như Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, rồi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, lại có nhận thức quá chậm trễ đến như vậy. Từ khi Hiến pháp vào năm 2013 được ban hành, giới chuyên gia đánh giá rằng trong xây dựng pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, nhược điểm cơ bản như tính ổn định thấp, tần suất sửa đổi bổ sung cao, sự chồng chéo mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật chưa phù hợp thực tiễn. Người ta không thể không đặt câu hỏi vì sao ông Bình lại được đặt vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực như vậy. Điều đó có liên quan gì đến cái gọi là quy trình đầu tư quyền lực cho mọi lãnh đạo từ trung ương đến địa phương? Cụ thể, cán bộ bỏ tiền mua ghế để tham nhũng rồi vơ vét trong thời gian rất ngắn, đến khi hoàn vốn và có lãi lại mua ghế có vị trí quyền lực cao hơn để tiếp tục vơ vét nhiều hơn. Cứ thế, quy trình này theo một vòng xoáy chồn ốc để mà đi lên đỉnh cao của quyền lực. Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình là bạn đồng liên với Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Công an. Luật sư Trần Đình Triển từng giới thiệu trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: ông Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tô Lâm là bạn học cùng khóa đại học với tôi. Trong công tác thì có thời gian cùng ngành khác nghề, nhưng chúng tôi liên quan đến nhau. Vẫn theo nhận xét của luật sư Nguyễn Đình Triển, ông Bình có tư duy và năng lực thuộc loại kém, không có khả năng đọc, hiểu và văn bản nếu không có sự giải thích cặn kẽ. Vào tháng 5 năm 2020, trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, cho dù ông Bình thừa nhận rằng trong quá trình điều tra vụ án có những sai sót, nhưng cuối cùng thì ông vẫn khẳng định đó là không làm thay đổi bản chất vụ án. Điều này đã khiến cho công luận sững sờ về nhận thức của ông về pháp luật. Trong khi đó, ban chuyên án đã tiêu hủy các chứng cứ trực tiếp gây án. Sau đó, họ đã ra chợ mua con dao và cái thớt mới tinh để mà làm tang vật cho vụ án. Điều khủng khiếp ở Việt Nam đã xảy ra như vậy, và cuối cùng Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vì những con dao và cái thớt mua ở chợ. Kết quả phiên tòa giám đốc thẩm dưới sự chủ tọa của Chánh án Nguyễn Hòa Bình, hội đồng thẩm phán vẫn tuyên án tử hình với bị cáo Hồ Duy Hải ngay sau đó. Vụ án khép lại với nỗi oan khuất của một tử tù đã phải nằm trong chốn lao tù suốt hơn 16 năm. Nhưng tử tù oan Hồ Duy Hải vẫn như một chiếc gân gà khó nứt trôi, nhà không ra, và đến nay chính quyền Việt Nam vẫn không dám thi hành án với Hồ Duy Hải. Phải chăng việc Tổng Bí thư Tô Lâm buộc phải đá Bình tòa lên ghế Phó Thủ tướng Thường trực với ông Lê Minh Chí ngồi chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tại Việt Nam là một giải pháp tháo ngòi nổ? Quyết định của ông Tô Lâm nhằm tạo điều kiện cho việc chấm dứt vụ án oan kéo dài này, và điều này càng khẳng định ở Việt Nam tồn tại một nền tư pháp mù lòa. Nhưng đồng thời, đây cũng là giải pháp để cứu uy tín chính trị thấp kém của ông Nguyễn Hòa Bình mà dư luận trong và ngoài nước vốn đặt ra từ lâu. Công luận thấy rằng việc ông Tô Lâm giải cứu uy tín chính trị cho ông Bình cũng là tạm xong. Vì vậy đã đến lúc ông Tô Lâm cần phải chỉ đạo các cơ quan trong bộ máy tư pháp làm sáng tỏ và trả lại tự do ngay lập tức cho tử tù oan Hồ Duy Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đã đến lúc cần chỉ đạo làm sáng tỏ và trả lại tự do cho tử tù Hồ Duy Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bộ Công an bạo ăn từ cấp dưới cho đến tận bộ trưởng. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 7 tháng 10 đưa tin
trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Cạn đã bị bắt vì mua bán ma túy. Bản tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam với Thượng tá Tống Văn Công, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng chức trưởng phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh là một chiếc ghế hái ra tiền, thiếu thốn gì mà để Thượng tá Tống Văn Công phải đi buôn ma túy nữa. Đúng là lòng tham của giới chức lãnh đạo trong ngành công an là vô đáy. Điều vừa kể trên có liên quan gì đến câu chuyện cũng khiến cho mạng xã hội dậy sóng trong những ngày vừa qua, đó là Bộ Công an cấm dân quay phim giám sát cảnh sát giao thông. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, Bộ Công an mới đây đã ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67 quy định về thực hiện giám sát người dân trong công tác an toàn giao thông. Theo đại diện của Bộ Công an, việc giám sát công an của một số người dân quay phim ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Công luận thấy rằng đây là những biểu hiện lạm quyền của ngành công an, đi ngược lại với chủ trương minh bạch trước đây và đã vi phạm nghiêm trọng quyền theo dõi giám sát của người dân đối với các nhân viên công vụ của cơ quan nhà nước. Nhiều ý kiến thấy rằng nếu lực lượng cảnh sát giao thông làm đúng quy trình xử lý theo quy định thì làm sao phải lo ngại khi người dân quay clip hay chụp hình. Không cho người dân quyền ghi lại các hình ảnh để làm bằng chứng thì căn cứ vào đâu để giải quyết các khiếu nại của công dân. Đây là một chủ trương hết sức vô lý của tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Mới đây, một nguồn tin nội bộ cũng tiết lộ cho biết về ngài tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Đó là vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, nhận lời mời của Đại tướng Sugo, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Liên bang Nga, đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã thăm và dự hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại thành phố San Petersburg, Liên bang Nga. Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Lương Tam Quang được thư ký Nguyễn Minh Phương đưa đi ăn chân gấu và thịt hải cẩu. Hôm đó có rất nhiều tướng lĩnh trong ngành công an và doanh nghiệp cùng tham gia. Trên bàn tiệc ngoài 5 chai rượu Macallan rất đắt tiền, thì đồ ăn toàn là đặc sản thú rừng, thuộc loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Nguồn tin của cho biết thư ký Nguyễn Minh Phương có anh trai cả là ông Thành là trùm lừa đảo. Sau khi lừa đảo rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp, ông Thành đã trốn chạy sang Pháp, và sau khi Bộ trưởng Lương Tam Quang đăng quang thì người ta thấy ông Thành lại tái xuất giang hồ trong vai một doanh nhân thành đạt. Hiện nay thư ký Nguyễn Minh Phương và anh trai đang nhận nhiều phi vụ chạy án, sắp xếp nhân sự cho Bộ Công an từ Trung ương tới các địa phương. Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Phương dùng bằng cấp giả vào ngành công an, không qua đào tạo hay huấn luyện về điều tra, nhưng Phương lại có bằng điều tra viên trung cấp và trở thành người giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra là Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang. Chưa hết, sau chuyến làm việc và ăn chơi tại Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn trở về Việt Nam. Khi làm thủ tục xuất cảnh, thì Lương Tam Quang và đoàn bị câu lưu hơn 2 giờ đồng hồ vì an ninh sân bay Nga phát hiện mang theo 12 chân gấu Bắc Cực và 2 thi thể hổ Amur đã lột ra. Đây là mặt hàng cấm quý hiếm. Sau khi lập biên bản và thu giữ các thùng hàng nói trên, phía Nga đề nghị Bộ Công an cử đại diện ở lại giải quyết vụ việc. Được biết hiện nay, nội bộ của Bộ Công an đang rối như nổi kinh hẹ. Các nhân vật lãnh đạo có mặt trong đoàn cương quyết từ chối nhận lô hàng trên là của mình theo đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang. Những điều vừa kể trên cho thấy Bộ Công an đã bạo ăn từ cấp dưới cho đến Bộ trưởng, đúng theo nghĩa đen và cả theo nghĩa bóng, từ cán bộ cho đến giám đốc công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang ăn chân gấu trong chuyến công du Nga. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.